Xin chào các em, chúng ta cùng giải sách bài tập tiếng Anh lớp 9 Global Success mới. Unit 1, Local Community, cộng đồng địa phương. Chúng ta sẽ lần lượt đến với các phần về kỹ năng phát âm này, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, nói và viết. Xin mời các em đến với phần đầu, Pronunciation. Bài số 1, hãy sắp xếp các từ vào đúng cột của nó theo âm mà chúng nó chứa đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ hepper, âm e bẹt. Attraction, âm attraction, âm a bẹt. Back, a bẹt đúng không ạ? Part, âm a kéo dài. Program, program a bẹt. Electrician, electrician. Curate, âm a kéo dài. Checkoff, artist, a dài. Rough, a bẹt. Tomato, âm a kéo dài. Garbage, garbage, ở đây là âm a kéo dài. Step, step e. Và especially, especially e. Two, chọn từ mà cái phần mà cái âm được gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại. Ở đây chúng ta có là collection helper contest và everyone. Chọn câu D. Father, family, happen and matter. Ở đây chúng ta thấy father kéo dài. Standard, natural, natural, potato và fighter. Chọn câu C. Âm A, tất cả là âm A bẹt. Love, naughty, daughter, tot. Vậy chọn love. Elegant, email, special, network. Chọn email, đúng không ạ? Phát âm lại Y. Vocabulary and Ở phần từ vựng và ngữ pháp thì chúng ta sẽ đến với phần 1, giải câu đố. Ở đây chúng ta thấy là number one, pot, dishes, made with clay. Những cái bình này, đĩa này, làm với đất sét. Đấy chính là pottery, đúng không ạ? Pottery, đồ gốm. Number two, a product which is made by hand. Một sản phẩm được làm bằng tay, đúng là đồ thủ, gọi là đồ đồ handmade đấy, đúng không ạ? Đồ tự làm. Chúng ta có handicraft, đúng không ạ? Handicraft. A place where children play. Một nơi mà trẻ con chơi, đó là playground. Right? Ở cái sân chơi thôi. Number four, the people living in a particular area. Người sống trong một nơi cụ thể, đó là cộng đồng đúng không? Community. The place where people see objects from the past. Nơi mà mọi người nhìn thấy những cái đồ vật từ quá khứ chính là viện bảo tàng. Chúng ta có museum. Down, number 6, a place where people watch sports. Một nơi mà mọi người xem thể thao, một nơi mà mọi người xem thể thao chính là sân vận động, stadium. Number 7, the building equipment and services provided for a particular purpose. Những cái tòa nhà này, những cái tòa nhà, những cái thiết bị và dịch vụ được cung cấp cho một mục đích đặc biệt đúng không ạ? Chúng ta có ở đây là facilities, những cái cơ sở vật chất. Number H, an area outside the center of a city. Một cái khu vực bên ngoài trung tâm thành phố, đó là khu vực gọi là suburbs, ngoại ô đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến phần 2 là điền từ hoặc là cụm từ trong khung vào theo đúng định nghĩa theo ngữ cảnh của chúng.
Chúng ta có ở đây là một người gì đó thì bạn sẽ làm nhiều hơn, nhiều thứ hơn là chỉ dập lửa từ đám cháy. Vậy chính là những người lính cứu hỏa, firefighter. Number two, người gì mà giữ luật và trật tự, đúng không ạ? Investigate crime, điều tra tội phạm và ủng hộ những cái phòng ngừa tội phạm. Đó là chúng ta có police officials, những nhân viên cảnh sát. Number three, ai đó mà giao hàng hóa tới nhà hoặc nơi làm việc của mọi người, đó chính là người giao hàng, delivery person. Number four, người nào mà công việc của người đó là lắp đặt và sửa các cái thiết bị điện, đó chính là electrician, là thợ điện. Phục vụ một vai trò quan trọng trong xã hội bằng cách giúp quản lý rác, đúng không ạ? Đó chính là garbage collectors, những cái người thu gom rác. Number six, từ cuối cùng chúng ta đó là từ artisans, đó là nhiều làng thì không có đủ nghệ nhân để tiếp tục những cái nghề thủ công truyền thống của làng đó. Tiếp theo là phần chọn từ áp dụng đúng ngữ cảnh. Có một cái chợ ở trong khu vực của chúng ta, nơi mà bạn có thể mua tất cả những sản phẩm handmade là tự làm. It may be the biggest, nó có thể là cái gì đó lớn nhất, cái chợ gì đó lớn nhất ở cái đất nước của chúng ta. Vậy đó là chợ liên quan đến đồ tự chế, là handicraft, thủ công mỹ nghệ, đúng chưa? Tháp London là một trong số những cái gì đó hàng đầu của Vương quốc Anh. Chúng ta thấy đây là địa điểm du lịch. Chúng ta sẽ có là cụm phrase, đó là tourist attraction. Number three, cái nhà hàng này phục vụ cái món gì của Ý, ví dụ như món này món kia, chúng ta có subject là ví dụ. Vậy thì chúng ta thấy là những cái đồ đặc sản, đúng không ạ? Vậy đây chúng ta thấy nếu mà bạn chọn từ câu A thì cái từ speciality dish thì nó lại không đi với ghép như thế này, đúng không? Danh những cái món đặc sản thì chúng ta sẽ dùng special dish chẳng hạn, nhưng mà dishes rất là nhiều món chứ không phải một món. Vậy cái từ dish của chúng ta phải có số nhiều. Vậy đây chúng ta là có speciality food, this beautiful headband, cái băng rôn, đúng không ạ? Cái băng đeo đầu xinh đẹp này gợi nhắc chúng ta về những cái kỳ nghỉ ở nơi đây. Vậy chúng ta có cụm là remind somebody of. Number five, condo ở đây là cái căn hộ, đúng không? It's so small and there are not enough for families with young children. Cái căn hộ này quá nhỏ và không có đủ gì đó cho gia đình. Thế đây chúng ta thấy là không có đủ gì đây. Theo các em là facility, equipment, tools hay là space. Quá nhỏ thì liên quan đến không gian rồi, thì chúng ta sẽ nói là không đủ không gian nữa. Không đủ cơ sở vật chất, đúng không ạ? Các cái tiện ích, facilities for families with young children. They didn't like the noisy city central, so they moved to live in of London. Họ không thích cái trung tâm thành phố rất là ồn ào, do vậy họ di rời đến cái vùng ngoại ô suburb. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiến thức tiếp theo về các từ để hỏi cộng to verb. Ở đây chúng ta đặt theo ngữ cảnh thôi, vì cái phần này nó không quá khó, đúng không ạ? Tôi không biết, đúng không ạ? Ở đây chúng ta dịch là làm như thế nào để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của khu vực này. Chúng ta có cụm preserve the natural beauty, bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên. Number two, my classmates didn't understand. Không hiểu là phải làm cái gì, đúng không ạ? Tell me to press the button. Ấn cái nút đó. Vậy thì chúng ta là khi nào, đúng không ạ? Câu số 4. Họ hàng của tôi đã
yêu cầu tôi đúng không ạ, sử dụng cái máy rửa bát. Chúng ta sử dụng là how to use, tức là hỏi sử dụng như thế nào đấy. Number 5, the rules didn't specify to speak to in case of an emergency. Những cái quy tắc thì không cụ thể là phải nói với ai trong trường hợp khẩn cấp. Speak to ở đây là người đúng không ạ? Who to speak to? Bố mẹ của tôi không biết đúng không ạ? Để đặt cái ghế sofa lớn ở đâu, chúng ta sẽ chọn từ where. Phần 5 chúng ta sẽ đến với kiến thức về cụm động từ. Kiến thức về cụm động từ. Ở đây chúng ta có từ ran đúng không ạ? Lại đi với từ of. Ngữ cảnh này chúng ta dịch là hết bánh mì đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dịch là run out of, tức là cạn kiệt đấy. Họ đã hết bánh mì khi tôi đến cái cửa hàng địa phương đúng không ạ? Cửa hàng bánh mì địa phương ngày hôm qua. My brother forgot to take an umbrella when he went, I hope it won't rain. Anh trai của tôi đã quên mang theo ô khi mà anh ấy đi ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ có là go out. How often do your grandparents come to their hometown? Bố mẹ, ông bà của bạn thì thường trở lại thị trấn đúng không ạ? Trở lại quê hương với cái thường tần suất như thế nào? We are encouraging the people in our community to cut our plastic bags. Chúng tôi đang khuyến khích những người ở cộng đồng cắt giảm, chúng ta có cụ cắt down on, cắt giảm những cái túi ni lông. Number 5, trước khi tôi thăm một nơi thì tôi thường tìm kiếm về lịch sử, chúng ta có find out, tìm kiếm các thông tin về lịch sử của nó. When we went to city, we only had a couple of hours to look around. Khi chúng tôi đến Sydney, chúng tôi chỉ có vài giờ để đi vòng quanh thôi, thăm thú đấy. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là viết lại câu để mà bao gồm các cái cụm động từ, và bạn đôi khi sẽ phải thay cái dạng thức của cụm động từ. Ở đây chúng ta có từ pass down là truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, truyền từ người này qua người khác. Vậy thì trong làng của tôi thì những người nghệ nhân cao tuổi, old artisans, đã dạy cho những người trẻ tuổi hơn cái kỹ thuật để làm những cái giỏ rất đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ viết là truyền lại cho người trẻ kỹ thuật này. Thì có hai cách viết các em nhé. Một là mình viết liền cụm động từ, sau đó cộng tân ngữ. Hai là đưa tân ngữ vào giữa động từ chính và tiểu từ. Ví dụ ở đây chúng ta có thể viết In my village, the old artisans taught the techniques to make beautiful basket down to the younger ones. Trong làng của tôi, những người nghệ nhân cao tuổi đã truyền những kỹ thuật để tạo những cái chiếc rổ rất đẹp cho những người trẻ. Hoặc là chúng ta cũng có thể viết In my village, the old artisans taught down the techniques to make beautiful baskets to younger ones. Ở làng của tôi, những người nghệ dân nhân đã truyền, đúng không ạ? Pass down the techniques, truyền kỹ thuật để tạo rổ của những chiếc rổ xinh đẹp cho những người trẻ. Tương tự chúng ta thấy là take care of là chăm sóc, đúng không ạ? Vậy thì là chúng ta sẽ thay bằng nó tương ứng với cụm là to be responsible for. Chủ ngữ là take neighbors số nhiều, chúng ta giữ nguyên take care of. Câu số 3, handout ở đây là nộp. Đúng ạ, vậy ở đây là nộp. Chúng ta sẽ viết là nộp hoặc là cho cũng được, tùy cái ngữ cảnh, đúng ạ? Vậy chúng ta sẽ viết lại là her elder sister handed most of her clothes down to mine. Chị gái thì truyền lại đúng không? Chúng ta có thể dịch là truyền cũng được, chuyển hầu hết quần áo cho Mai. Chúng ta cũng có thể viết tách ra hoặc là nối liền được nhá. Get on with ở đây là tức là rất sống hòa hợp. Vậy thì chúng ta sẽ viết như sau. She and her classmates get on with each other. Cô ấy và những người bạn cùng lớp của cô ấy hòa hợp với nhau.
hoặc là she gets on with her classmates, cô ấy hòa hợp với những người bạn cùng lớp của mình. Number five, gợi nhớ đúng không ạ? Nghĩ khiến anh nghĩ về, vậy thì chúng ta sẽ nói là his hair and face remind me of his father. Tóc và khuôn mặt của anh ấy gợi nhớ tôi về bố của anh ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần speaking em nhé. Với chức năng giao tiếp thì chúng ta sẽ có một số câu mà sẽ rất trọng tâm để đưa vào phần thi cử. Đúng ạ? Câu 1, Do you mind opening the window for me? Bạn có phiền mở cửa cho tôi không? Vậy nếu trả lời yes tức là có phiền và no tức là không phiền. Vậy đây chúng ta sẽ nói trả lời là câu A. No, not at all. Không có chi đúng không ạ? Nếu bạn trả lời câu B tức là bạn phiền mà bạn lại trả lời không, rất mâu thuẫn. Number 2, could you show me the way to the bus stop please? Bạn có thể chỉ đường cho tôi đến trạm đỗ xe buýt được không? Thì đây mình trả lời thôi. Đúng không ạ? No, I couldn't. Yes, I could. Vậy thì ở đây mình sẽ trả lời là gì ạ? Chọn câu C. Ở đây bản chất người ta không phải là để có hay không, mà người ta hỏi là cụ thể thực chất là ở đâu đấy. Vậy thì với chức năng giao tiếp, câu C sẽ là đủ ý và nó phù hợp với chức năng giao tiếp hỏi đường chỉ đường. Sure, it's over there. Nó kia kìa. Number 3, could you please show me how to use this washing machine? Vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào sử dụng cái máy giặt này được không? Vậy thì mình sẽ phải chỉ đúng không ạ? Cái cách để có thể để sử dụng được. Ở đây chúng ta thấy là mình sẽ không sử dụng trả lời là yes I could, mà mình sẽ nói là sure. Just press this green button. Chắc chắn rồi, hãy ấn cái nút màu xanh này. Number 4, would you mind telling me something about Đông Ba Market? Bạn có phiền không nói cho tôi về chợ Đông Ba được không? Vậy ở đây chúng ta thấy là bạn có phiền kể cho tôi về chợ Đông Ba được không? Vậy thì đây mình sẽ trả lời là không có chi đúng không? Sau mình giới thiệu về chợ, mình sẽ chọn câu đi. Not at all. It's the largest commercial center in Huế. Nó là trung tâm thương mại lớn nhất ở Huế. Could you give me a hand with this rubbish bins? Bạn có thể giúp tôi một tay với những cái thùng rác này được không? Give somebody a hand. Mình sẽ trả lời là câu A. Certainly, where do you want to put them? Chắc chắn rồi, bạn muốn đặt nó ở đâu? Phần này các em sẽ tự luyện nói nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần điền các cái câu còn thiếu vào đoạn hội thoại. Ở đây là đoạn hội thoại giữa reporter, nhà báo và woman là người phụ nữ. Could you share with us one speciality in our village? Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một cái đặc sản ở làng của bạn được không? Ở đây chúng ta sẽ phải đưa ra một cái đặc sản thôi, đó là câu C đúng không ạ? It's bánh cuốn or steam rye rolls. Đó là bánh cuốn, tên tiếng Anh là steam rye rolls. Why is it special? Tại sao nó lại đặc biệt? Vậy chúng ta đưa ra lý do thôi. Đó là câu A. Because there's some minced meat inside and people serve it cold, not hot like other kinds. Bởi vì có thịt xay ở bên trong và mọi người ăn nóng, ăn lạnh không phải là như những thứ khác. I see. Is it expensive to buy? Tôi thấy rồi. Nó có đắt để mua không? Vậy chúng ta liên quan đến giá cả thì chúng ta sẽ chọn câu câu G nhé. No, it isn't. It's only 30,000 đồng for 10 pieces. Không, không đắt đâu. Chỉ khoảng 30.000 đồng cho 10 miếng thôi. Do you make it in traditional way? Bạn có làm nó theo cách truyền thống không? Đúng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là D. Yes, we do. We still use traditional techniques to make it. Có chứ, chúng tôi vẫn sử dụng những công nghệ truyền thống để tạo ra nó mà. Is your bánh cuốn well known? Bánh cuốn có nổi tiếng không? Cái từ well known ở đây nó bằng nghĩa từ famous. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là câu
Five chọn đáp án là câu B. I think it is many people from other provinces ordered. Có chứ, nhiều người đến đến từ những cái tỉnh khác vẫn đặt nó mà. Fantastic, can you live off it? Tuyệt đấy. Bạn tức là đây mình có thể mua mua online được không ạ? Đương nhiên rồi, rất nhiều các hộ gia đình bán nó online hoặc mở các cửa hàng nhỏ để bán nó. That's rich. Oh, who do you usually pass down the techniques to? Tuyệt đấy, bạn thường truyền cái kỹ thuật, cái bí quyết, bí kíp này cho ai? Vậy chúng ta sẽ còn đáp án đó là câu cuối cùng. We pass them down to our children. We encourage them to keep the traditional techniques. Chúng tôi truyền chúng cho những đứa con của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích chúng là giữ được những cái bí kíp truyền thống, những cái kỹ thuật truyền thống. Chúng ta hãy thực hành với bạn của mình nhé. Luyện nói ghi âm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là now you think about a specialty made in our local area or a specialty you know. Prepare a short introduction about it. Your talk should include. Bạn đang nghĩ về một cái món đặc sản ở cái địa phương của bạn, hãy chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn gọn bao gồm các thông tin ví dụ như là the name of the specialty, tên của đặc sản này, reason why it is famous, lý do tại sao nó nổi tiếng, its special characteristic, những cái đặc trưng đặc biệt của nó. Ở đây chúng ta có thể viết lại về bánh cuốn nhé. I live in Hưng Yên and my area is famous for bánh cuốn. It's famous because it's a special kind of bánh cuốn. There's some meat inside and people serve it cold, not hot like other kinds. The thing in my village still use traditional techniques to make it. Today, a lot of households sell it online or open small shops to sell it. Tôi sống ở Hưng Yên, trong một cái khu vực mà nổi tiếng cho bánh cuốn. Nó nổi tiếng bởi vì nó là một loại bánh cuốn đặc biệt, có thịt xay ở trong đó và mọi người ăn lạnh, không phải nóng như nơi khác. Mọi người ở làng vẫn sử dụng những cái cách thức truyền thống để làm nó. Ngày nay rất nhiều hộ gia đình bán nó online hoặc mở cửa hàng nhỏ để bán. Chúng ta đến phần tiếp theo, đó là phần reading. Hãy chọn đáp án ABCD để hoàn thành bức email của Trang với bạn của mình, Elena. Chúng ta thấy rằng là cái tiêu đề của bức email đó là Places of Interest in my community. Các cái nơi, đúng không ạ? Nơi gọi là nơi gì đây ạ? Các cái nơi được ưa chuộng ở cộng đồng của tôi. Xin chào Elena, cậu khỏe không? Trong bức email cuối cùng, tớ đã hỏi cậu về những nơi được ưa thích ở cộng đồng của cậu. Ở cộng đồng của tớ. Bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nhé. Tớ sống ở, đúng không ạ? Ở vùng ngoại ô, chúng ta sẽ dùng in a suburb of Hà Nội. Ở vùng ngoại ô của Hà Nội. Mặc dù nó là một cộng đồng nhỏ nhưng có rất nhiều nơi, nơi thú vị. Vậy chúng ta sẽ trả lời ở đây là mặc dù, từ mặc dù ở đây chúng ta sẽ chọn từ con dâu. Near my house, there are two parks with a lot of trees and gần nhà của tôi thì có một cái công viên, hai cái công viên với rất nhiều cây và cơ sở vật chất về thể thao. Chúng ta sẽ chọn cụm danh danh từ ghép sport facilities, đúng không ạ? Nếu bạn chọn từ sporty có nghĩa là cơ thể rất là có tinh, rất là cường tráng đấy ạ, có tinh thần thể thao. Còn câu B là người, đúng không ạ? People of all ages go there to họ đến đó để hít thở không khí trong lành, đúng không ạ? Enjoy. Do exercise and play badminton or basketball. I also go to this park to play badminton with my brother. Tôi cũng đi đến những công viên này để chơi cầu lông với bạn của tôi. Đúng không ạ? Một cái nơi khác, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ có một nơi thôi. Nếu bạn chọn từ the others thì bạn không cần cộng danh từ place nữa.
Others cũng thế. Other thì danh từ place của bạn phải xuống nhiều. Ở đây bạn chọn another, một cái nơi khác. Ở đây cụ thể là thư viện địa phương. Nó có rất nhiều sách thuộc mọi thể loại. Bên cạnh đó thì nó cũng tổ chức những hoạt động khác nhau cho người yêu sách. Ở đây chúng ta thiếu một tính từ different. Đúng không các em? Different activities for book lovers, such as book review, competition, or meeting with famous authors. Therefore, it attracts a lot of readers this weekend. Do đó nó thu hút rất nhiều độc giả mỗi cuối tuần. Khi bạn thăm Hà Nội đúng không ạ? Thì tôi sẽ ở đây là take you, dẫn bạn đến những nơi này. Tell me about the places of interest in your area in your next email. Hãy kể cho tớ về các cái địa điểm đó ở nơi của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc và điền các từ còn thiếu và chỗ trống, nhưng ở đây là không có các đáp án cho sẵn. Ngày nay thì những người giao hàng rất là dễ nhìn thấy ở thành phố của chúng tôi. Trong tất cả người giao hàng, người mà đúng không ạ, chúng ta phải chọn từ deliver, giao chúng tôi những kiện hàng. Gia đình chúng tôi thích ông Nam nhất. Ông Nam thì khoảng 40 tuổi và thường mặc một cái hoặc là đội đây, ở đây chúng ta có là mặc đồng phục màu vàng, wear a yellow uniform. Ông là một người tốt bụng thân thiện, là một người có trách nhiệm, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thiếu là khi, đúng không? Trước khi ông ấy đem kiện hàng tới nhà thì ông ấy luôn luôn gọi để check là chúng tôi có nhà hay không. Tôi vẫn, khi mà chúng tôi ở Hồ Chí Minh, tôi vẫn nhớ, đúng không? Nhớ lại một kỷ niệm, remember. Cái ngày mà chúng tôi ở Hồ Chí Minh, ông Nam đã gọi bố tôi vài lần cho đến khi bố tôi trả lời. Ông đã nói rằng, đúng không? Tell us, chúng tôi có một cái gói hàng. Bởi vì chúng tôi không ở nhà và bố tôi nhờ ông ấy, đúng không ạ? Đưa gói hàng hoặc là để gói hàng lại cho hàng xóm. Chúng ta sẽ dùng là leave. Ông Nam cảm thấy tìm người hàng xóm và gọi cho chúng tôi trước khi, đúng không ạ? Before sẽ cộng verb in, giving the parcel to her, trước khi đưa cái kiện hàng đó cho người hàng xóm. Ông cũng cho phép chúng tôi chuyển khoản để bằng ngân hàng online. Bố của tôi thì thỉnh thoảng nói chuyện với ông và ông rất vui khi chia sẻ về cuộc sống và công việc. Chúng ta sẽ dùng từ shares. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc về Sardinia và làm bài tập bên dưới nối từ với định nghĩa. Thế đây chúng ta có bài đọc nhé. Sardinia là hòn đảo lớn thứ hai ở Italia. Nó nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên và rất nhiều đồ thủ công cổ, ngành nghề thủ công cổ. Một trong số những ngành nghề mà khiến hòn đảo này nổi tiếng là nghề đan dụng. Cái nghề này được coi là một trong số những nghề thủ công gọi là nổi bật nhất trên hòn đảo, bởi vì nó kết hợp những cái kỹ năng manual skills, là kỹ năng về gọi là tay chân đấy, những kỹ năng thành thục về tay chân và những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những chiếc rổ thì thường được đan bởi những người phụ nữ Sardinia. Họ đã truyền những cái công nghệ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những cái hình dạng và những cái dimensions là cái chiều, các cái hướng đúng không ạ? Của cái rổ, hình dạng kích thước của rổ thì khác tuân theo cái công nghệ đó, tuân theo dựa vào cái công nghệ này, cái nơi mà sản xuất này, cái loại nguyên liệu được sử dụng. Họ sử dụng những cái tài nguyên, cái vật liệu tự nhiên đa dạng như là các cái loại ví dụ như là cây cọ này, rồi thì rơm, rồi thì cỏ khô vân vân. Trong quá khứ thì mọi người treo, đúng không ạ? Mọi người treo những cái rổ trên tường nhà hoặc trưng bày ở trên giá kệ. Ngày nay thì những chiếc rổ được sử dụng trong nhà hoặc là được sử dụng với mục đích là trang trí. Mọi người thực sự trân trọng những cái nghề này bởi vì ngày nay thì nó ngày càng hiếm để tìm thấy những chiếc rổ chất lượng như thế này. Những người Sardinia thì tin rằng cái nghề đan rổ thì là một cái kỹ, à thì cho rằng đúng không ạ, là một kỹ thuật nó đang bị mai một dần và họ hy vọng là bảo tồn được nó. Vậy thì chúng ta thấy là remarkable tính từ có nghĩa là đáng kể đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ nối với câu đi. Không bình thường hoặc ngạc nhiên theo cách mà khiến cho mọi người chú ý. Manual là làm việc bằng tay chân, đúng không?
Chúng ta sẽ có là câu Y liên quan đến việc sử dụng tay hoặc sức mạnh thể chất. Dimension, dimension là các cái chiều hướng đúng không? Chúng ta sẽ chọn câu B. Những cái đo đạc về về thứ gì đó theo một cái hướng, ví dụ như là chiều cao này, cân nặng, chiều dài, rồi thì chiều rộng vân vân. Decorative có tính trang trí, chọn câu C. Made to look attractive khiến là trông rất là hấp dẫn, và rare là hiếm, hiếm khi đúng không ạ? Mời các em đến với phần trả lời nhé. Đúng sai. Thế đây chúng ta thấy câu số 1. Sardinia is smaller than anyone, any only other island in Italy. Nó nhỏ hơn, đúng không ạ? Chỉ một. Ở đây chúng ta thấy là than only one other island. Nhỏ hơn một hòn đảo khác. Ở Italy thì đây chúng ta thấy là đúng đúng ạ? Bởi vì nó đứng thứ hai mà. Number two. Basket weaving is the only ancient craft on the island. Đan rổ là cái nghề truyền thống duy nhất ở trên hòn đảo. Chúng ta thấy rằng nó có là a variety of ancient craft, có rất một loạt những cái nghề thủ công. Vậy thông tin này là chưa đúng. Weaving techniques have been passed down through generation. Cái kỹ thuật đan đấy đã được truyền qua các thế hệ. Vậy chúng ta thấy là đúng không? Ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là thông tin này ngay ở khổ 2 đúng. People use natural materials to make the baskets. Mọi người sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để làm rổ. Chúng ta thấy rất là đúng ở cái cuối của khổ 2 đây. True. Today, people use the baskets only for decorating their homes. Ngày nay mọi người sử dụng những cái rổ chỉ để trang trí nhà. Thì chúng ta thấy là ngày nay mọi người sử dụng rổ để chỉ để trang trí nhà. Thì chúng ta thấy là nếu mà chỉ để trang trí thì chưa đúng. Ở đây có từ only, nó khác, hơi khác một chút. Ở đây chúng ta thấy thông tin này là chưa đúng, bởi vì người ta chỉ đề cập đến là sử dụng trong nhà hoặc sử dụng để trang trí, tức là rổ vẫn dùng để là các cái để đựng hoặc là các đồ dùng trong bếp vân vân. Tiếp theo chúng ta đến với phần đọc trả lời câu hỏi. Câu số 1, why basket weaving remarkable? Tại sao cái việc cái nghề đan rổ này rất là gọi là nổi bật đấy? Bởi vì sao? Bởi vì nó kết hợp đúng không ạ? Chúng ta sẽ trả lời là because it combines manual skills and natural resources. Nó bao gồm cả những cái kỹ năng về gọi sử dụng thể chất đúng không ạ, và các tài nguyên, các nguồn 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 tự nhiên. Number two, who usually weaves the baskets? Ai thường đan rổ đúng không ạ? Vậy chúng ta lấy thiếu tố người ở đây, Sanidian women. Number three, what decides the shape and dimensions of the baskets? Cái gì quyết định hình dáng và các cái chiều hướng hướng của hoặc là các cái kích thước đấy của cái rổ đó? Thì chúng ta thấy rằng là đó là phụ thuộc, thứ nhất là the technique, kỹ thuật này, the area of production, cái nơi sản xuất, the kind of material we use. Cái loại mà nguyên liệu được sử dụng. Number four, why do people appreciate the craft of basket weaving? Tại sao mà mọi người trân trọng cái nghề đan rổ này? Tại sao đấy? Chúng ta thấy bởi vì sao cái đoạn cuối? Because nowadays it is increasingly rare to find good quality baskets. Bởi vì ngày nay thì càng ngày càng hiếm để tìm thấy những cái rổ mà có chất lượng như vậy. Và number five, what do Sardinian people hope to do? Vậy thì cái người Sardinia này hy vọng là làm cái gì? Ở đây là họ hy vọng, cái từ hope là keyword. They hope to preserve it in the future. They hope to preserve the craft of basket weaving in the future. Họ hy vọng là bảo tồn được cái nghề đan rổ này trong tương lai. Xin mời các em đến với phần tiếp theo là phần writing, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với phần writing dựa vào các cái keyword cho sẵn, chúng ta viết câu có đủ nghĩa.
Ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ phải gạch chân các cái phần khác để bám sâu và phân tích nó, đúng chưa ạ? Ở đây chúng ta thấy là đáp án của chúng ta là câu xin lỗi, ở đây đáp án của chúng ta là câu câu C nhá. Đây ấn nhầm thôi, câu C. Cái khu vực của tôi, đúng không ạ, thì rất nổi tiếng, chúng ta có cụm là to be famous for some specialities, đối với những đặc sản, ví dụ Success mới là ví dụ, đúng không ạ? Tiếp theo, nghệ nhân đồ gốm có thể làm những chiếc bình, chiếc ấm và chiếc bình từ đất sét. Người nghệ nhân đó, đúng không ạ, có thể làm ở đây những chiếc ấm và chiếc bình thì nó không phải là một cái mà là nhiều cái, thì chúng ta sẽ phải chọn số nhiều. Đất sét không đếm được, đúng không ạ? Đất sét không kiếm đếm được thì chúng ta sẽ không không chọn, chúng ta sẽ không thêm ơ ân đằng trước. Và đây là từ nguyên liệu gì? Là những người lính cứu hỏa thì họ sẵn sàng dập lửa và cứu người. Thế chúng ta thấy có từ ready ở đây, nó là tính từ, thì trước tính từ phải dùng động từ to be, đúng không ạ? Và tính từ cộng to work, đúng không ạ? Chọn câu D. Bác sĩ yêu cầu anh ấy phải cắt giảm lượng đồ ăn và thức uống ngọt. Vậy đây chúng ta là ask somebody cộng to work, đúng không? Cụm là cut down on. Chọn câu B. Chúng tôi thỉnh thoảng chăm sóc lũ trẻ của những người hàng xóm khi mà họ những người hàng xóm không ở nhà đấy. Ở đây chúng ta thấy điểm khác là chúng ta bắt đầu từ when, đúng không ạ? When they are not home thì ở đây là phải được có động từ to be đã. Ở nhà thì có từ at, đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng tiếp tục nối hai vế nhá để tạo thành câu có nghĩa. They didn't know how to go to Bát Tràng Pottery Village. Làm thế nào để đi đến làng gốm Bát Tràng? We couldn't decide. Chúng tôi không thể quyết định, đúng không ạ? What to buy as souvenirs? Mua cái gì làm quà? Ngọc is a friendly person. Ngọc là một người thân thiện. So she get on well with her neighbors. Do vậy cô ấy rất là hòa hợp với những người hàng xóm của mình. His father is a policeman. So he usually go home late. Bố của anh ấy là một cảnh sát, do vậy ông ấy thường về nhà muộn. My favorite place of interest in my community is the shopping mall with many facilities for teams. Nơi ưa thích của tôi trong cộng đồng đó là trung tâm thương mại với rất nhiều cơ sở vật chất cho thanh thiếu niên. Chúng ta đến với phần cuối cùng trong nội dung bài học hôm nay là phần viết email. Bạn nhận được một email từ Mark, một người bạn qua thư ở nước Mỹ. Cậu ấy muốn biết về những thứ mà bạn thích ở cộng đồng của bạn. Bây giờ thì bạn hãy viết lại một bức email khoảng 100 chữ để nói cho cậu ấy về những thứ sau, những thứ đó, đúng không ạ? Tiêu đề của email, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có người, từ ai tức là người gửi, to tức là người nhận, chủ đề đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ viết dựa trên gợi ý nhé. I'm happy to have received your email. I'm going to tell you about the things I like in my community. The first thing I like about it is the people. They are kind and friendly. They are willing to help one another when it's necessary. When we moved here 3 years ago, our next door neighbors came to our house and said hello. They also told us where to buy things for our house. Another thing I like about community is that it's very convenient. It's close to many facilities such as shopping malls, schools, and cinemas. When we need a service, we can get it immediately. That's all for now. Mark, tell me about your community. Cái bài này cũng không cần thiết phải dịch, đúng không ạ? Bởi vì nó cũng khá là dễ để nhớ. Bài hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong lesson tiếp theo.